Ngày 29 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Ấp Phú phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh An Giang, các trường đào tạo nghề, công ty, doanh nghiệp, ngân hàng tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên và lao động huyện Ấp Phú năm 2024. Tham gia trực tiếp tại ngày hội có 16 đơn vị là các công ty, doanh nghiệp có chức năng tuyển dụng lao động đi làm việc trong và nước ngoài, các trường, trung tâm có nhu cầu tuyển sinh đào tạo nghề và các đơn vị tư vấn về chính sách lãnh đạo huyện An Phú, các phòng chuyên môn, hơn 900 lao động, học sinh, sinh viên tham dự. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú khẳng định, ngoài việc tạo điều kiện kết nối cung cầu giữa người lao động và doanh nghiệp về học nghề và tạo việc làm, đây còn là đợt truyền thông diện rộng nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên, học sinh, người lao động. Qua đó quy động trách nhiệm của toàn xã hội trong việc định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên, tạo thu nhập bền vững, ổn định đời sống. Ngày hội tư vấn hướng nghiệp việc làm cho học sinh sinh viên và lao động huyện An Phú năm 2024 nhằm tạo cơ hội cho thanh niên, học sinh, lao động được tiếp cận đầy đủ các thông tin về tuyển sinh của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động, các trường đào tạo nghề, doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để giải quyết nhu cầu học nghề tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động